Chào mừng quý bà con đã trở lại video tiếp theo của Trung tâm Cây Giống. Ngày hôm nay Lê xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về chuyên mục trồng chậu, trồng cây ăn quả, trồng cây độc lạ, đặc biệt là trồng cây chưng Tết ha bà con. Tết đến ha, Tết đến xuân về thì Lê cũng muốn gửi cho cô chú anh chị những cái cây tắc mà chúng ta chưng được, xài được và ăn được trong ngày Tết ha. Trước màn hình quý bà con chúng ta đây là cây ngọt nha bà con. Tắc ngọt còn gọi là cây hạnh ngọt nè, cây quất ngọt. Cũng có nhiều anh chị kêu bằng cây quất Thái nữa nha. Có nhiều tên loại khác nhau nhưng mà cốt lõi lại là nó là cây tắc ngọt còn gọi là hạnh ngọt ha bà con. Khi mà trái của cây tắc ngọt này nè, nó chín thì nó sẽ ửng lên cái màu vàng rất là đẹp nha. Vàng mà vàng hực, vàng tươi ở trên cái cây luôn. Hồi nãy có cái trái kia, cái trái có trái vàng vàng. Đâu rồi? Đây. Đây. Đó. Nó vàng hực ở trên cái trái này nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Nó chín là nó sẽ vàng hết trái như vậy. Nhìn nó rất là cưng, nhìn nó rất là đẹp nha bà con. Khi mà những cái ngày Tết mà những cái sắc tố ra màu vàng vàng đỏ đỏ thì nó rất là may mắn nha bà con. Đó thì ngày hôm nay Ly gửi cho quý bà con chúng ta cây trước màn hình là ngay dịp Tết thì nó sẽ trổ ra, tức là nó sẽ chín, nó vàng hết cây, giống như trái trước bên đây ha. Trái trước màn hình quý bà con chúng ta đang xem trái này ha, nó vàng hết cây giống như vậy nè. Nhìn nó rất là lung linh. Một cây như vậy thì từ 15 trái, 15 nãy mình đếm có con nhánh này là 15 trái. Tức là cái cây này nè, ít nhất là 30 trái. Một cây nha bà con, một cây ít nhất là 30 trái. Cây lùng lực nè, thoát thân lên cao khoảng một gang tay. Chúng ta về sang cái chậu to hơn, đẹp hơn thì nhìn cái cây của chúng ta nó sắc sảo hơn, nó xinh hơn, nó lung linh hơn, nó đẹp hơn, nó quý phái hơn rất là nhiều ha. Cây trước màn hình quý bà con chúng ta là cây số 6 nha. Đây. Cây số 6, giá bán là 250.000 trên một cây. Cây thoát thân lên cao, cái gốc nó to khoảng ngón tay cái. Chiều cao của cây thì nó cao khoảng là từ 50cm đến 60cm. Cây xòe tròn ra, chín ngay dịp Tết, cây chưng Tết luôn nha bà con. Trái rất là nhiều, rất là đẹp đây. 250.000 một cây là cây số 6. Rồi, kính xuống giùm em. Số lượng còn rất là nhiều nha. Ngày hôm nay Ly sẽ giao lưu cho quý bà con chúng ta lô 250.000. Thì bên trung tâm cây giống có rất là nhiều loại giá khác nhau, có nhiều kích cỡ khác nhau. Đây, lên cái lô này nè. Anh chị nào chúng ta mà muốn ôm lô lấy sỉ ha, thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Bên Ly có giá sỉ nha. Rồi, cái cây tiếp theo nè. Cây này thì trái nó vàng hơn tí xíu luôn nè. Quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đó, nó vàng nè. Tắc ngọt này là chúng ta ăn luôn được trái tươi giống như vậy nha bà con. Giống như trái như vậy nè. Rồi chúng ta hái xuống thì chúng ta ăn ngay được luôn. Tại vì cái vỏ của nó không có đắng, nó không có the ha. Nó không có chát nên chúng ta ăn luôn được vỏ luôn, ăn luôn được trái tươi giống như vậy. Còn tắc khác thì chúng ta phải chẻ ra, chúng ta vắt nước hoặc là chúng ta dầm nước ha, làm mứt. Đó. Thì chúng ta mới ăn được. Còn này ăn trái tươi, cây rất là nhiều trái nha. Trái nè, rất là đẹp. Đó, cây này thoát thân lên cao khoảng 30cm. Cây này là cây mã số 3. Mã số 3 đây ha. Đây là mã số 3. Giá bán là 250.000 cho một cây. Rồi xuống luôn anh. Số lượng ngày hôm nay bên trung tâm cây giống về rất là nhiều nha bà con. Cây trồng bonsai, về cây tắc ngọt. Cây này là cây số 1. Số 1 giá cũng là 250.000 trên một cây. Số 1 cũng là 250.000 trên một cây luôn nha bà con. Cây này nó cũng thoát thân lên nè. Thoát thân lên một gang tay nè. Thể loại là cây ghép nên chúng ta trồng rất là sớm trái. Và đặc biệt trái nó sẽ qua quanh năm, nó sẽ ra trái chuyền. Đây quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cái trái này nè, nó to nè, thì nó sẽ truyền tới cái trái tiếp theo xanh nè, rồi trái nhỏ nè, rồi bên đây nè, nguyên một dải trái nè. Đó, nó truyền rồi nó ra trái bé xíu nữa nè. Tí ti nè. Đó, anh Nam thấy không anh Nam? Quay thấy không? Ừ, nè, đây trái nhỏ nữa nè. Đó. Rồi trong khi nó trái không đâu, nó sẽ ra hoa đó. Đây, bên đây có cái hoa. Đó. Quý bà con chúng ta thấy không? Hoa nè. Đó. Trái rất là sai nha. Chúng ta trồng cây càng to trái nó sẽ càng nhiều. Và trái nó sẽ càng đẹp hơn. Trái này nó cũng ửng vàng lên, cũng rất là nhiều trái rồi nè. Cây này là cây mã số 1, 250.000 một cây. Rồi xuống luôn anh. Hồi nãy em cũng có dán số vô cái lô là 10 cây. 10 cây hay sao? Cây này cây số 7. Đó. Anh chị nào chúng ta thích cây giống nào thì Ly có dán mã, dán số vô nha. Chúng ta dễ lựa ha bà con. Hai cây chưng hai góc nhà nhìn nó rất là cưng nha.
chiều cao của cây, cây nào cũng như cây nấy hết, từ 50cm đến 60cm, cây nào nó cũng sẵn trái nhiều, chín ngay dịp Tết luôn nha. Đó, nó sẽ truyền, hầu như là cây này nó ra trái truyền nè, cái nào nó cũng có hoa trái con rồi trái già, tứa lơ tua hết. Cây số 7, 250.000 một cây. Rồi xuống luôn. Lâu lâu cho quý bà con chúng ta nghía lại trái tắc ngọt trên cây. Đó, nhìn đẹp chưa? Vàng óng ánh luôn nè, vàng khè, vàng khực ở trên cây luôn. Tới cái cây số 4, 250.000 một cây luôn. Đây, cây này trái khủng khiếp luôn nè. Quay cái chùm này cho quý bà con chúng ta xem. Một chùm là 3 trái. À, một chùm này là 3 trái, hai chùm là 6 trái. 6 trái. Ở trên đây là thêm 3 trái nữa là 9. 9 với thêm đây 3 trái nữa là 12. 12 rồi. Rồi cái chùm này cả chục trái nữa nè. Tại vì trái to, trái con, rồi trái bé xíu. Ồ, cái trái này, cây này rất là nhiều nha, 40-50 trái luôn hả bà con. Mà 250.000 một cây, cây số 4. Cây này hơi lùn hơn một tí xíu. Cây này khoảng 5 tấc hả, mà tàn ngang cũng khá là đẹp rồi. Xuống anh. Cây số 4, mã 4 nha bà con, 250.000 một cây. Chà, ai cha cha, cây đẹp nè. Đó, quý bà con chúng ta thấy. Đó, nó chín lần rồi nè. Trái to nha, trái to. Hình thức trái dài là khoảng 2 lóng tay nè. Đó, 2 lóng tay. Đó. Khi trái nó chín hết cây, chúng ta nhìn cái cây nó đẹp hơn rất là nhiều. Bên đây trái nè. Anh Nam thấy trái nhiều không? Ở ngoài trái rất là nhiều, cây rất là đẹp nha. Không biết lên hình thì như thế nào. Cái này chín nhiều nè, xong rồi nó sẽ truyền truyền từ từ tới. Rồi, quay nguyên cái cây cho quý bà con chúng ta xem. Nguyên một về trái luôn. Cái này thì khoảng 50 trái luôn á. Giá vẫn 250.000 một cây. Cây này là cây số 10. Đây, mã 10 nha bà con, 250.000 một cây. Cây này thì có dấu hiệu chín rồi. Rồi, xuống luôn. Cây nó lên chậu rất là đẹp. Bao đẹp luôn. Thay vì Tết thì chúng ta trưng hoa thì chúng ta cũng có thể là trưng cây ăn quả bà con. Trưng cây độc lạ. Đây. Tới cái cây này là cây số mấy? Cây này là cây số 8. Đây số 8 nè. Tàn xè ra tứ diện luôn. Chùm nào nó cũng 3 4 trái, 4 5 trái hết. Rồi trong khi đó là trái con còn rất là nhiều. Đây quý bà con chúng ta, quay cho quý bà con chúng ta xem. Trái to nè là nó sẽ kèm thấy trái nhỏ ở trong nè. Nó nằm lùm lùm ở trong á. Ở trên đây thì nó sẽ trái nhỏ thôi. Rồi qua bên đây. Bên đây vừa có hoa vừa có trái. Ở trên đây thì trái con. Tức là cái cây này chúng ta chơi Tết xong rồi là chúng ta sẽ ăn thêm cái đợt trái tiếp theo nữa nha. Mỗi một cây đợt thì nó sẽ kèm theo hoa, nó đu đu ở ngoài đầu nhánh này rất là nhiều trái nè. Cây này là cây số 8, 250.000 một cây. Tàn xè nè. Đó, xuống anh. Cây lên chậu nhìn đẹp lắm đó. Cây này là cây số 5 nha bà con. Mã 5 nè, 250.000 một cây luôn. Đồng giá nhưng mà Ly quay từng cây cho cô chú anh chị dễ lựa hàng. Thích cây nào thì chúng ta cũng có thể là mua một cây hoặc là mua một cặp hoặc là mua nhiều hơn nha. Một cây đổ lên thì bên trung tâm cây giống có ship hàng cho quý bà con chúng ta rồi. Đó, tắc ngọt đây, hạnh ngọt, quất ngọt, cây chưng Tết, cây trồng chậu. Cây này là cây số 5, 250.000 một cây. Rồi xuống luôn. Hoàn toàn là cây thoát thân lên không nha bà con. Còn hai cây nữa phải không? Ôi trời, trái cả trái quần nhánh luôn.
Cây này là cây số 2, 250 ngàn một cây. Trời ơi, trái nè, trái ghê gớm luôn. Cái nhánh này nó muốn sạc xuống luôn nè. Cây còn nhỏ nhưng mà chịu đẻ thấy ghê không? Cưng lắm nha bà con, xinh lắm nha. Đó, cây tắc ngọt 250 ngàn một cây, mã này là mã số 2. Gốc thì nó xem với ngón tay cái nha. Ở trên thì nó sẽ tròn ra, cao khoảng 50cm, 60cm. Trên cây thì không dưới 40 trái nha bà con. Quý bà con chúng ta được nhận hàng đếm từng trái luôn. Đó, 250 ngàn một cây rồi, xuống lên nhé. Lên cây cuối cùng. Cây này là cây số 9. Trái nè, trái to hết rồi, ửng rồi, ửng chuyển màu hết rồi ha bà con. Ở trên cái đọt này trái sai dữ lắm luôn nè, một chùm nè. Đó, vẫn 250 ngàn một cây luôn. Cái lô này thì Linh giao lưu cho quý bà con chúng ta 10 cây nha, 10 cây đang sẵn trái nhiều trên cây. Cây này là dạng cây lỗ, cây chơi Tết nha, là giá 250 ngàn một cây nha bà con. Cô chú anh chị nào chúng ta cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích ôm lô hết nguyên lô 10 cây này thì cứ việc inbox riêng ha, Liên sẽ có giá sỉ cho quý bà con chúng ta nha. Rồi xuống luôn. Rồi ngày hôm nay Liên chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây tắc ngọt nè, cây hạnh ngọt, cây quắc ngọt nha. Cây trồng Tết ha bà con, cây trồng chuyển, cây trồng cây ăn quả nè. Cô chú anh chị có gì không hiểu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn kỹ hơn cho quý bà con chúng ta nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.